Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Novic Fchin. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Novic Fchin cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà trường anh pham chia sẻ dưới đây thành phần của novic epsin xếp trị sớn dạng bào chế dạng bột pha tiêm công dụng chỉ định được dùng để điều trị các nhiễm khuẩn gây ra bởi vi khuẩn nhạy cảm với xếp trị sớn như nhiễm khuẩn viêm màng não các nhiễm khuẩn ở bụng các nhiễm khuẩn xương khớp da mô mềm và các vết thương nhiễm khuẩn thận và đường tiết niệu nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới đặc biệt là viêm phổi các nhiễm khuẩn ở họng mũi và tai nhiễm khuẩn đường sinh dục đề phòng nhiễm khuẩn trước và sau phẫu thuật điều trị các triệu chứng thần kinh tim và chứng viêm khớp của bệnh lim cách dùng được chỉ định dùng tiêm truyền tĩnh mạch việc tiêm truyền tĩnh mạch phải được thực hiện trong thời gian ít nhất là 30 phút. Liều dùng Liều lượng, phát đồ và tần suất sử dụng thuốc tùy thuộc vào mức độ nhiễm khuẩn, độ nhạy cảm của vi khuẩn gây bệnh cũng như thể trạng của bệnh nhân. Liều dùng dưới 2 gam có thể sử dụng các sản phẩm đóng gói nhỏ hơn. Liều thường hay được sử dụng nhất cho người lớn là 1 đến 2 gam, ngày một lần tùy theo mức độ và kiểu nhiễm khuẩn. Liều hàng ngày không được vượt quá 4 gram. Chống chỉ định chống chỉ định đối với các trường hợp mẫn cảm với cephalosporin, có tiền sử có phản ứng phản vệ với penicillin. Lưu ý khi sử dụng. Trước khi bắt đầu điều trị bằng xếp trị sớm, phải điều tra kỹ về tiền sử dị ứng của người bệnh với cephalosporin, penicillin hoặc thuốc khác. Có nguy cơ dị ứng chéo ở những người bệnh dị ứng với penicillin. Trong những trường hợp suy thận, phải thận trọng xem xét liều dùng. Không dùng đồng thời xếp trịa sớn với canxi hoặc các sản phẩm có chứa canxi. Theo dõi các trường hợp đã được điều trị voi xếp trịa sớn để phát hiện kịp thời phản ứng có hại của thuốc. Với người bệnh bị suy giảm cả chức năng thận và gan đáng kể, liều xếp trịa sớn không nên vượt quá 2 ngày nếu không theo dõi được chặt chẽ nồng độ thuốc trong huyết tương. Tác dụng phụ thường gặp tiêu chảy, phản ứng da, ứa, nổi ban. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Novic Fchin, đồng thời biết cách sử dụng Novic Fchin sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham